Alo alo, chào mọi người, mình là Cốc đây ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Lít Channel. Thì có mấy anh em inbox hỏi mình á là có cách nào để mà giúp cho cái chia blockchain nó đồng bộ cho nó nhanh hay không. Tại vì mỗi lần mà cài lại máy hay là cài máy mới hoặc là xóa đi cài lại á thì mất có khi là cả ngày nó mới đồng bộ xong, thấy không? Thì có cách nào không? Thật sự là có cách các bạn. Thay vì các bạn phải ngồi đợi cả ngày đợi nó đồng bộ xong thì các bạn mới farming được, thì có một cái cách đơn giản, bạn mất khoảng 5-10 phút thôi là nó đồng bộ xong ha. Thì video lần này mình sẽ chỉ với bạn cái cách đó. Ok, trước khi vào nội dung chính thì intro. Rồi, đây là cái giao diện khi mà bạn đăng nhập vào cái chia blockchain này ha, là cái máy bạn vừa mới cài á thì bạn sẽ thấy chỗ này nè, chỗ mà full node nè, cái chỗ status á nó sẽ sin in đó. Thì chừng nào nó sin mà cái số bên trái này nè bằng cái số bên phải thì nó mới sin xong, nó mới đồng bộ xong. Nó đồng bộ chỗ này nè, nó có hai chỗ bạn cần đồng bộ, một là chỗ mà full node đây nè, chỗ thứ hai là chỗ wallet đây, bên đây nó cũng phải đồng bộ nữa, thấy không? Đó, nó đồng bộ cái gì? Tức là nó đồng bộ những cái giao dịch ở trên cái chia network á, cái chia blockchain đó ha. Là trên đó, ví dụ từ cái ngày mà cái chia nó lên cái mainnet á, nó có những giao dịch gì, rồi cái plot nào trúng thưởng, ai trúng thưởng, đó nó sẽ lưu lại ha, lưu lại trên blockchain á. Đó, thì cái cơ sở dữ liệu này à, nó đó là bạn đang tải cái cơ sở dữ liệu về ha. Và cái file cơ sở dữ liệu này á, hiện tại nó lên tới 5GB nữa các bạn. Ha, bao gồm cả cái bên đây nè và chỗ này đó, thời điểm hiện tại nó bao gồm 5GB lận, nên nếu mà bạn không biết cách á, bạn đợi cả ngày luôn nó mới xin xong ha. Rồi, đó là cái mà bạn cần biết. Rồi, thì cái cách nào để mà nó đồng bộ cho nhanh ha, thì ở đây cái file đó nó sẽ nằm ở đây nè các bạn. User chia mainnet đó, DB nè, database nè. Đó, một cái là đây nè ha. Cái thứ hai là nó nằm cái wallet nè. Wallet đây. Đó. Lúc mà bạn đang chạy thì nó sinh ra nhiều file ha. Còn lúc bạn tắt đi á, nó chỉ còn có hai cái thôi. Tắt đi. Đợi nó tắt đi nha. Đó. Đây, rồi. Việc bạn cần làm là gì? Là bạn kiếm cái cơ sở dữ liệu nào á mà họ đồng bộ xong rồi, bạn chép đè lên đây ha. Đó, thì mình cái cơ sở dữ liệu đó kiếm ở đâu? Ví dụ bạn có cái máy nào mà bạn xin xong rồi á, đồng bộ xong hết rồi á, thì cái file này nè nó sẽ lên mấy GB đó, bạn copy cái file đó, copy vô USB là đâu đó, rồi chép nó vô cái máy mà bạn cần đồng bộ ha. Đó, ví dụ như là máy này nè thì mình chép nó vô đây rồi, nghĩa là mình có một cái máy khác nó đã đồng bộ xong rồi đó, thì mình lấy cái này đây, mình copy nha. Đó, bạn nhớ là cái file, cái máy mà đã đồng bộ xong á với lại cái máy mà cần đồng bộ á, bạn phải tắt nó đi trước ha, tắt cái chia blockchain đi trước nha. Rồi, tắt xong nó sẽ có ở đây, bạn copy đúng nha, cái chỗ này nè, chỗ mà user á, xong rồi chỗ cái folder mà DB nè, đó có hai cái file này, bạn copy đưa nó vô đây, chép đè lên ha. Đó là một cái. Rồi cái wallet đó bạn, như nãy mình nói á, là có hai chỗ bạn cần phải đồng bộ database. Đó, một cái là chỗ đây nè, cái thứ hai là chỗ wallet này. Đây. Cái này là cái cơ sở liệu của ví ha. Tức là tổng ví của cả cái blockchain luôn, cả blockchain của chia luôn ha. Đó. Copy lại. Rồi bạn chép đè lên chỗ bên này. Đó. Thì nếu mà bạn không có cái máy nào mà xin xong á, nếu mà bạn trong máy bạn á chưa có cái máy nào mà đồng bộ xong hết á, thì mình sẽ up cái file này, up mấy cái file mà đã đồng bộ xong á, up lên Google Drive hay là OneDrive đó, cho bạn cái link ha. Mình sẽ để cái link dưới phần mô tả. Đó, bạn tải về xong bạn copy vô cái vị trí này. Vị trí này là cái chỗ mà trong user nè. Bạn vô user nè. Đó, rồi cái chỗ này nè, chia nè, mainnet nè, đó database là folder thứ nhất nè, folder thứ hai là chỗ wallet
database. Đó, có hai folder này, nhớ nha. Rồi. Chép mình chép xong rồi á, mình bật lên ha. Bật cái thằng chip blockchain lên, bạn coi này nha. Đợi ha. Rồi, bây giờ bạn đợi khoảng 50 phút ha để nó đọc xong cái cơ sở dữ liệu mới, đúng không? Đợi nha, đợi khoảng 50 phút thôi. Bạn mất có 50 phút thôi, thay vì bạn phải đợi có khi là cả ngày nó mới đồng bộ xong ha. Đợi xíu nó tải dữ liệu ha. Đây nè, ở dưới đây nè. Nó đồng bộ, nó lấy dữ liệu ở đâu? Thì nó sẽ lấy dữ liệu từ những cái full node khác ở trên cái chip blockchain ha. Đó, ở đây nè, nó đang tìm những cái full node mà ở gần của nó ha. Cái tool này nó sẽ tìm và nó sẽ tải về. Đó, ở đây nè, thấy không? Cái này cái dung lượng nó download nè, dung lượng upload lên nè. Đó. Thì nói chung là bạn chạy cái tool này nè, chip blockchain này nè, thì bạn cũng là một cái full node ha. Bạn sẽ chia sẻ những cái thông tin này trên hệ thống blockchain cho những cái full node khác để người ta tải về, bạn cũng tải về. Đó, người up người tải để mới nó đồng bộ. Đợi xíu nha. Đợi xíu cái thằng này nó mới bắt đầu xin. À. Đợi xíu. Nó đang tìm những cái full node ở gần bạn ha. Hoặc là ví dụ như là bạn biết cái địa chỉ full node nào đó, bạn có thể điền vô đây luôn. Nó sẽ nhanh hơn chút xíu ha. Bạn coi bên wallet nè. Đó. Hồi nãy á, lúc mà mình chưa có copy cái file cơ sở dữ liệu mới á, thì cái bên này nè, nó chỉ mới có mấy ngàn thôi. Bây giờ mình chép vô rồi á, nó lên được tới 49.000, 490.000 này, thấy không? Đó. Chừng nào cái con số này nè, nó bằng cái con số bên đây, tức là nó đồng bộ xong ha. Đó. Đợi cái này cái status nó chưa xin nữa ta. Đợi xíu ha. Đó. Nó đang tìm những cái thằng full node để nó đọc dữ liệu nó lấy về. Đó, xin xong rồi nè các bạn. Thấy không? Xin xong rồi đó. Rồi, coi bên đây nè, wallet nè. Wallet thì nó chưa xin xong. Đây là 490749, nó tăng lên đây nè. 749 lên 758 lên 765 này nè. Chừng nào cái số bên đây nó bằng cái số bên đây, 779 490779, tức là nó cái full node, cái lại cái ví nó xin rồi. Ok. Thấy không? Ví đã xin nè. Full node đã xin và lúc này bạn farming bắt đầu ok. Đó, thấy không? Đơn giản. Rồi, mình nói lại những cái bước ha. Tức là bạn đầu tiên là bạn tắt cái tool chia blockchain đi ha. Rồi bạn lấy cái cơ sở liệu trong cái máy mà đã đồng bộ rồi, đồng bộ xong rồi á ha. Nó nằm ở thư mục này đây, nằm ở chỗ mà DB là 1 nè ha. Rồi wallet DB là 2. Đó, bạn copy đem dán đè lên cái máy mà bạn cần đồng bộ ha. Nhớ là trước khi làm á, bạn phải tắt những cái tool chia blockchain này ha, rồi bạn mới copy. Đó. Vậy là xong, bạn mất có 50 phút thôi. Rồi, bài chia sẻ của mình đến đây là hết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà bạn thấy cái video này có ích á, nhớ để lại like và comment ủng hộ mình ha. Bạn mất có khoảng 50 giây để mà like comment này ha, nhưng mà cái đó là cái nguồn động viên rất là lớn với mình á ha. Đừng có lười ha. Rồi. Với bạn nào mà lần đầu tới channel á thì nhớ subscribe và bấm cái chuông bên cạnh nút subscribe á để mà nhận được thông báo ngay khi mình có video mới. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye and good luck. Take a body's high.